vị đang đến với bản tin tiền điện tử Cryptocurrency trên kênh FBNC. Sau đây là những thông tin nổi bật. Bitcoin đạt mức 250.000 đô la Mỹ trong 5 năm, là tài sản chạm mức vốn hóa 1.000 tỷ đô la nhanh nhất mọi thời đại. Tuy nhiên trong khi đó lại có đề xuất dự luật ngừng khai thác Bitcoin tại New York. Chuyên gia cho biết Ethereum sẽ tăng giá lên 27.000 đô la vào cuối năm nay. Nhân dân tệ kỹ thuật số ra mắt trên Alipay và ICBC. Hàn Quốc và Indonesia xem xét đánh thuế giao dịch tiền điện tử. KOL Việt chơi tiền ảo có phải là một hình thức tiếp tay lừa đảo từ sự thiếu hiểu biết của người dân? Sau cơn sốt của meme Dogecoin, thị trường tiền số càng trở nên điên loạn hơn. Nhà đầu tư chuyển hướng sau hệ tiền kỹ thuật động vật. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những đồng tiền mã hóa vô danh, vô giá trị như Peak Finance, AquaGood, Akita Inu hay Pitbull bỗng tăng vọt cả về giá trị lẫn khối lượng giao dịch. Đặc biệt là sau khi CEO Facebook đăng tấm ảnh với một dòng trạng thái. Những chú dê của tôi tên là Max và Bitcoin khiến giới đầu tư đoán già đoán non liệu đây có phải là một đồng tiền mới hay là một cơn gió mới trên thị trường tiền kỹ thuật số. Không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, chỉ trong ngày 11 tháng 5 vừa qua, cơn sốt tiền ảo bắt đầu lan nhanh khi nhiều nghệ sĩ Việt cùng đăng tải status giống hệt nhau ám chỉ cơn sốt AquaGood Shiba Inu. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ đăng tải, các nghệ sĩ này đã đồng loạt xóa tất cả các bài đăng có liên quan. Lý do được cho là bởi cộng đồng mạng phát hiện trong số những đồng tiền ảo mà họ quảng cáo xuất hiện một loại tiền ảo núp bóng đa cấp mang tên FXT Token, tức Lion Group, vốn đã bị Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền người tham gia trong suốt thời gian qua. Trên các hội nhóm về tiền ảo, nhà đầu tư Việt tỏ ra bức xúc vì một số nghệ sĩ bất chấp tất cả để kiếm lời dựa trên sự thiếu hiểu biết của một bộ phận không nhỏ người dân. Nhiều người ví các nghệ sĩ này mang tội ác giết người không dao. Đồng tiền ảo số 1 Bitcoin đã trở thành tài sản nhanh nhất đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ đô la, với tâm lý nhà đầu tư cực kỳ lạc quan trong suốt thời gian qua. Bất chấp có thời điểm, đồng tiền này bị lao dốc cực mạnh khi đánh mất mốc 50.000 đô la. Theo một thống kê, thì Bitcoin đã có thêm được khoảng 500 tỷ đô la vốn hóa thị trường từ đầu năm đến nay. Tài sản này trung bình chỉ cần mất 12 năm để nhanh chóng chạm mốc 1.000 tỷ đô la. Trong khi đó, với nhóm Big Tech như Microsoft, Apple, Amazon, Google, cần phải mất đến 33 năm để làm được điều tương tự. Giới chuyên gia giải thích sự bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin là nhờ vào, thứ nhất, việc các tỷ phú như Elon Musk và Jack Dorsey đã đầu tư khá lớn vào Bitcoin thông qua Tesla và Square. Thứ hai, nhiều quỹ ETF với danh mục chính là Bitcoin đã được các cơ quan quản lý phê duyệt và một số đã ra mắt trên sở giao dịch chứng khoán. Và cuối cùng là các tổ chức tài chính cũng vào cuộc với Mastercard, Visa và Bank of New York Mellon cũng có các động thái để khách hàng sử dụng tiền ảo một cách dễ dàng. Thậm chí Coinbase còn cho phép khách hàng có thể mua những đồng Bit bằng các ứng dụng thanh toán PayPal. Bất chấp những chao đảo thời gian qua, Mark Yutko, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Morgan Creek Capital Management, lại cực kỳ lạc quan về Bitcoin. Ông dự đoán rằng Bitcoin có thể dễ dàng đạt mốc 100.000 đô la vào năm 2021 hoặc 2022. Hơn nữa, trong vòng 5 năm tiếp theo, tài sản tiền điện tử hàng đầu này sẽ đạt hơn 250.000 đô la. Theo ông Yutko, các nguyên tắc cơ bản dựa trên sự tương đương của thị trường vàng mà CNBC ước tính là khoảng 4.000 tỷ đô la. Nếu vàng kỹ thuật số có thể chiếm một tỷ lệ phần trăm trong thị trường toàn cầu khổng lồ của vàng, thì ông Yutko khẳng định Bitcoin có thể kiếm được 1 triệu đô la mỗi đơn vị. Theo công ty nghiên cứu và phân tích The Block, vừa qua, nghị sĩ Kevin S. Parker vừa trình bày dự luật 6486 trước Ủy ban Bảo tồn Môi trường của Thượng viện bang New York, đề xuất tạm hoãn mọi hoạt động khai thác tiền ảo trong 3 năm để có thời gian xem xét lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do việc đào Bitcoin tạo ra. Ông nói, đào tiền ảo không chỉ đơn thuần là sử dụng linh kiện máy tính mà còn sử dụng một lượng điện năng khổng lồ, đó là một nguồn nguy cơ đối với môi trường. Dự luật cơ bản sẽ nghiên cứu mức độ tác động đến môi trường, các trại đào đạt chuẩn không gây ảnh hưởng đến khí thải CO2 sẽ được cho phép hoạt động lại. Nghiên cứu từ Đại học Cambridge cho thấy hệ thống mạng lưới tiền ảo hiện nay sử dụng năng lượng tương đương với cả một quốc gia là Thụy Điển.
Cũng tại Mỹ, trong khi tiểu bang New York đang xem xét một dự luật cấm, thì Hạ viện Texas đã thông qua một dự luật nhằm mục đích công nhận tiền điện tử theo luật thương mại trong tiểu bang. Dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện Texas cho bất kỳ sửa đổi được đề xuất nào và có khả năng là một cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Nếu luật tiền điện tử được Thượng viện thông qua, Thống đốc Texas Greg Abbott, vốn là nhân vật được cho là khuyến khích các công ty khai thác Bitcoin thành lập tại tiểu bang, có thể ký điều này thành luật. Texas đã là quê hương của các công ty khai thác tiền điện tử, bao gồm BlockCap và Riot Blockchain. Bản thân hai công ty này đều cho biết đang có kế hoạch mở rộng các liên doanh khai thác của mình ở bang này với việc mua các phương tiện cũng như nhiều thiết bị mới. Tuy từng bị che phủ bởi cái bóng của Bitcoin, nhưng hiện tại Ethereum mới chính là đồng tiền có đà tăng bùng nổ nhất trong thời gian gần đây khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ các lựa chọn thay thế cho Bitcoin. Theo CoinMarketCap, Ether đã đánh dấu một cột mốc cao kỷ lục khi có lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.000 đô la vào tối ngày 10 tháng 5. Vào thời điểm đó, thì tổng vốn hóa của Ethereum đã đạt gần 484 tỷ đô la. Trong tháng 4, giá Bitcoin giảm hơn 2%, nhưng Ethereum lại tăng hơn 40%. Hiện tại, Ethereum được hưởng lợi từ sự phát triển của NFT là chứng chỉ xác thực kỹ thuật số không thể sao chép. Nhiều NFT như CryptoKitties và CryptoPunks đang chạy trên Ethereum. Ethereum đang trong một cuộc nâng cấp đầy tham vọng về lý thuyết các giao dịch đồng tiền này sẽ nhanh hơn và giảm lượng điện năng cần thiết để xử lý các giao dịch. Theo Forbes, khi Ethereum đạt được mức giá cao kỷ lục mới, các nhà đầu tư đã cảnh báo Bitcoin có nguy cơ sẽ bị tụt hậu trong bối cảnh giá của đồng tiền ảo số 1 vẫn còn nhiều biến động. Tuy tổng giá trị vốn hóa của Ethereum chỉ bằng một nửa của Bitcoin, nhưng sự khác nhau lại thể hiện ở chính tổng cung của hai đồng tiền điện tử này. Trong khi Bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu đồng, nhưng nguồn cung của Ethereum là vô hạn. Theo đó, các chuyên gia phân tích cho biết giá Ethereum sẽ sớm cán mốc 5.000 đô la vào giữa tháng 6 năm nay. Cuối tháng 8, những đồng Ethereum sẽ có giá 8.000 đô la. Mức giá này có thể chạm ngưỡng 27.000 đô la vào cuối năm nay. Tối thiểu thì giá Ethereum trong năm nay phải đạt mức 10.000 đô la. Không chỉ có các chuyên gia mà ngân hàng JP Morgan Chase cũng từng đưa ra dự báo về việc xu hướng vượt trội của Ethereum so với Bitcoin sẽ tiếp tục trong tương lai, khi Bitcoin chỉ được xem là một tài sản an toàn, trong khi Ethereum được tạo ra với mục tiêu là trở thành một nền tảng dành cho việc phát triển hợp đồng thông minh, có vai trò là phương tiện thanh toán và không chịu sự quản lý của bất kỳ giới chức trung ương nào. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc ICBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản, vừa cho phép người dùng kích hoạt ví tiền kỹ thuật số thí nghiệm của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bên trong ứng dụng di động đối với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Người dùng ICBC từ giờ có thể kích hoạt ví tiền kỹ thuật số đồng nhân dân tệ khi đăng nhập vào ứng dụng di động của ngân hàng. Trước đó, tạp chí kinh tế Trung Quốc CLS cũng đưa tin tính năng tiền kỹ thuật số đã có mặt cho người dùng Alipay. Theo đó, người dùng của Alipay có thể kích hoạt tính năng ví tiền kỹ thuật số từ những ứng dụng thanh toán di động của Ant Group, nhận và chuyển giao dịch sau khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng. Những cập nhật mới này cho thấy Trung Quốc đang tiến gần hơn đến việc ra mắt đồng tiền kỹ thuật số chính thức của Ngân hàng Trung ương, được dự đoán từ rất lâu, với tên gọi là ECNY hay DCEP. Trong một diễn biến khác, SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, sẽ thực hiện sứ mệnh Doge lên mặt trăng vào năm tới và dùng tiền điện tử Dogecoin để thanh toán. SpaceX sẽ phóng vệ tinh Doge One lên mặt trăng vào năm tới và sứ mệnh này được trả bằng đồng Dogecoin, tiền điện tử đầu tiên trong không gian, ông Elon Musk viết trên Twitter. Geometric Energy Corporation, đơn vị tài trợ cho sứ mệnh phóng tên lửa của SpaceX, đã công bố sẽ dùng Dogecoin để thanh toán nhưng không tiết lộ giá trị cụ thể. Sứ mệnh này sẽ chứng minh tính ứng dụng của tiền điện tử ở ngoài quỹ đạo trái đất và đặt nền tảng cho thương mại liên hành tinh. Ông Tom Cordinero, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh thương mại của SpaceX, phát biểu sau tuyên bố của Geometric Energy Corporation. Theo tiết lộ, sứ mệnh Doge One sẽ sử dụng tên lửa Falcon 9 để đưa một vệ tinh nặng 40 kg lên quỹ đạo mặt trăng. Vệ tinh này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và thám hiểm. Trong quá khứ, ông Elon Musk nhiều lần nhắc đến Dogecoin và cụm từ To the Moon, nghĩa là lên mặt trăng. Sau khi công bố phóng một vệ tinh được thanh toán 100% bằng đồng Dogecoin, vị giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla tiếp tục gợi ý rằng khả năng công ty ô tô điện của mình cũng có thể chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin. Trên trang cá nhân Twitter, ông Musk đã thăm dò liệu mọi người có muốn điều này xảy ra hay không. Không có gì đáng ngạc nhiên, ông ấy đã nhận được một câu trả lời rất tích cực.
với hơn 70% cho thấy người tiêu dùng thích việc này tại thời điểm hiện tại. Hiện tại Tesla chỉ đang chấp nhận Bitcoin để thanh toán cho ô tô và giữ nó như một phần dự trữ. Nhưng về Dogecoin có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian xem xét khi loại tiền tệ này vốn không ổn định về mặt giá cả cũng như độ phổ biến. Ngân hàng danh tiếng UBS của Thụy Sĩ cho biết đang lên kế hoạch cung cấp cho khách hàng tiếp cận với tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, UBS cho biết ý tưởng này vẫn đang trong giai đoạn đầu. Chi tiết về sản phẩm tiền kỹ thuật số vẫn chưa được rõ ràng, nhưng có thể bao gồm lựa chọn đầu tư thông qua công cụ của bên thứ ba. Trước UBS thì Morgan Stanley hay Citigroup cũng đã ra mắt hoặc chuẩn bị ra mắt các sản phẩm tiền ảo của mình. Một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới là Goldman Sachs vừa ra mắt quầy giao dịch tiền kỹ thuật số. Mặc dù các nhà quản lý cũng nói rõ rằng họ chỉ lập sàn giao dịch phái sinh và sẽ không có tiền kỹ thuật số trên bảng cân đối tài sản. Quầy giao dịch này sẽ là một phần của mảng tiền kỹ thuật số toàn cầu và thị trường mới nổi do giám đốc tài sản kỹ thuật số Matthew McDermott giám sát. Tin tức này đến ngay sau khi Goldman Sachs vừa công bố đã bắt đầu tạo giao dịch Bitcoin cho khách hàng thông qua một hợp đồng kỳ hạn phái sinh gắn với giá của Bitcoin. Một thông tin bên lề cũng liên quan đến Goldman Sachs. Giám đốc cấp cao tại Goldman Sachs chi nhánh London là ông Aziz McMahon đã rời bỏ ngân hàng danh giá này sau 14 năm cống hiến khi lãi lớn nhờ đầu tư Dogecoin. Các nguồn tin cho biết không thể thống kê chính xác ông McMahon kiếm được bao nhiêu tiền nhờ đánh cược vào đồng tiền chú chó này. Nhưng họ nói rằng ông McMahon đã đầu tư vào Dogecoin bằng tài khoản cá nhân và không tham gia vào việc giao dịch tiền mã hóa của Goldman Sachs. Sự gia tăng của Dogecoin vừa qua đã tạo ra làn sóng chuyển dịch nhân sự cấp cao, khi nhiều CEO tại các ngân hàng và ngân hàng đầu tư đã rời bỏ công việc tài chính truyền thống của họ để gia nhập vào các công ty tiền điện tử. Đơn cử như ông John Dalby, cựu giám đốc tài chính của quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới là Ray Dalio Bridgewater Associates, đã gia nhập công ty đầu tư Bitcoin New York Digital Investment. Hay nhà phân tích cấp cao tại Bank of America Luyi Zhang đã gia nhập Coinbase với tư cách là một kỹ sư phần mềm chuyên sâu. Sau một khoảng thời gian dài thì vừa qua Amazon đã cho phép người dùng Trung Quốc khai thác chia hay còn gọi là Bitcoin xanh trên nền tảng đám mây Amazon Web Services của mình. Theo công ty nghiên cứu và phân tích The Block, Amazon đã đưa ra hướng dẫn ngắn gọn để tạo ví chia, thiết lập không gian dữ liệu và khai thác Bitcoin xanh. Quá trình thiết lập mất khoảng 5 phút. Chia là tiền điện tử đang gây sốt tại Trung Quốc, với đặc trưng tận dụng không gian trống trên ổ cứng để chạy lệnh, đọc ghi các khối mới trong chuỗi blockchain. Thợ đào khai thác chia sử dụng ổ cứng thay vì GPU như Bitcoin hay Ethereum. Theo Condes.com, việc khai thác chia trên đám mây AWS là động thái khá nhạy bén để kiếm lợi của Amazon tại Trung Quốc, bởi giá dịch vụ sử dụng AWS rẻ hơn nhiều so với việc mua mới ổ cứng. Theo truyền thông địa phương, ngành công nghiệp điện tử ở Hàn Quốc đang tiếp tục đối mặt với những quy định mới, đặc biệt là về vấn đề thuế. Các quan chức từ Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc thông báo các thợ đào phải có trách nhiệm nộp thuế bằng cách khấu trừ số tiền từ thu nhập của họ. Quy định mới sẽ áp dụng với những người kiếm được trên 2.220 đô la tiền điện tử hàng năm bằng cách đánh thuế 20%. Các nhà quản lý đã làm rõ rằng các thợ đào tiền phải chứng minh khai thác được bao nhiêu tiền điện tử bằng cách đặt máy tính ở một vị trí cụ thể và xuất trình hóa đơn tiền điện. Những công ty khai thác tài sản kỹ thuật số trong nước phải nộp tờ khai thuế hàng năm vào tháng 5, nêu chi tiết giá trị won của các loại tiền điện tử được khai thác trong năm tài chính. Quy định áp thuế mới dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2022. Trong khi Hàn Quốc đã sẵn sàng áp thuế, thì Indonesia chỉ đang dừng ở mức xem xét có nên tạo ra một kế hoạch đánh thuế giao dịch tiền điện tử hay không. Các quan chức thuế nước này tuyên bố Indonesia đang trong giai đoạn bùng nổ về sự phổ biến của giao dịch tiền kỹ thuật số. Bất chấp sự gia tăng này, giao dịch tiền điện tử không phải là điều mới mẻ đối với quốc gia Đông Nam Á. Năm 2019, Indonesia đứng thứ 3 trên thế giới về quyền sở hữu tiền điện tử. Mặc dù quốc gia này không còn giữ vị trí này nữa, nhưng những cân nhắc lập pháp gần đây cho thấy tiền điện tử là một con đường phổ biến đối với các nhà đầu tư Indonesia. Bản tin tiền điện tử Cryptocurrency trên kênh FBNC xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin của tuần sau.